Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính lễ sư Tinh Tuệ, dạ con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tất mít cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ. Kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay, hôm nay xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghi ca mê cha ru pê ghi ri si kha ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê ra thê cha ga mê ta ru a na ga ha nê ghê ha wap thum hê khê tê phụng ma cha yan tu đê hoa cha la tha la vi sa mê yak kha gan thap ba na ga tít than ta san ti kê yang mu ni wa ra wa cha năng sa tha vô mê su nan tu tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ka lo Ayam Padanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranang Gacchami Thammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Thammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Thammang saranang gacchami, Chami tati yampe sanghang saranang gacchami iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicca chana sampanno sugato loka vidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manussanang buddho bhagava tinat thi mê sa ra năng anh nhân vô thô mê sa ra năng hoa răng ê tê na sắp cha vắt chê na hồ tu mê cha gia măng gà lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng bà đá phẩm xùm qua rút ta măng bụt thê yô khá lý tô đô sô bụt thô khá mà tu tăng mà măng Soa kha to pha ga wa ta tham mo san di ti ko a ka li ko e hi pa si ko o pa na yi ko pa cha tang we di ta bo wing nyu hi ti na ti me sa nang an nhang tham mo me sa nang wa rang e te na sat cha wa che na ho tu me cha ya mang ga lang Utta mangge na wan de hang tham nang cha du vi thang wa rang tham me yo kali to do so tham mo khama tu tang ma mang supati panno bhagavato savaka sangho ujupati panno bhagavato Savaka sangho nyaya pati panno bhagavato savaka sangho Sami kipatipanno bhagavato savaka sangho Yadi dang chattari purisa yugani attha purisa pukgala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayo pahunayo dakkhinayo anchalikaraniyo Anuttarang punyakhetang lokasa Tinatthi me saranang anyang sangkho me saranang warang Ete na satcha vatche na ho tu me chaya mangalang
uttamang ge na vandeham sankhang cha duvithottamang sankhe yokalito doso sankho kamatu tang mamang vandami jeti yang sap bang sap bát tha nê su bát tít thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thi vút tha ru phăng sa ca lăng sa đa sam vút thê át tha vi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát sa kê phanh cha sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa hăng tê sang thâm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huê na ham tòa sắp đề u pát đa huê a nê ca an ta ra ya pi vi na san tu a se sa tô sam bút thê panh cha panh nha sanh cha cha tu vi sa thi sa hát sa kê đa sa sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thâm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huê na hằng tòa sắp bê u pát đa huê a nê ca an ta ra ya vi vi na sam tu a se sa tô sam bút thê na bút ta ra sa tê a tha chát ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang thâm mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra du pha huê na hàm tòa sắp bê u pháp đa huê a nê ca an ta ra ya ti vi na sam tu a se sa tô sắp đề phu rắc thi mà ya đi xa ya sắc ta a huê ra su khi om tu sắp đề phu rắc thi mà ya nu đi xa ya sắc ta a huê ra su khi om tu sắp đề đa khi na ya đi xa ya sắc ta a huê ra su khi om tu sắp đề đa khi na ya nu đi xa ya sắc ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề tất chi ma ya đi xa ya sắp ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề tất chi ma ya anu đi xa ya sắp ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya đi xa ya sắp ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya anu đi xa ya sắp ta a huê ra su khi hòn tu sắp bê u pa ri ma ya di sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp bê hết thi ma ya di sa ya sát ta a huê ra su khi hòn tu sắp bê sát ta a huê ra hòn tu su khi ta hòn tu nít đúc kha hòn tu áp chà bất cha hòn tu a ni kha hòn tu đi kha yu kha hòn tu a rô ga hòn tu sam pat ti hi sam it chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ra tu đúc kha pat ta chan it đúc kha pa ya pat ta chan it pa ya so kha pat ta chan it so kha hòn tu sap de ti pa ni no akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam akasattha ca kummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu akasattha cha phum ma tha de wa na ga ma hit thi ka phun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc thàn tu nhà ta yo a ca sát tha cha phum ma tha de wa na ga ma hit thi ka phun nhang no anu mô đàn tu chi răng rắc thàn tu pa ni no a ca sát tha cha phum ma tha de wa na ga mahittika
Bồn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác thần tu nô sa đa y đăng vá ta nô bồn nhân a sa vác khaya vá hăng hô tu anà gà tê ca lê. Sa thú, sa thú. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay ạ. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài và luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Dạ, con kính nâng mic đến sư ạ. Recording in progress. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Xin chào các tử vi. Ngày hôm nay ta học tiếp phần rồi, Nhị Đề Kinh. Trước tiên đó là phần bài đọc ha. Chứ đọc trước rồi sau đó mời lớp giơ tay lên để chúng ta tập đọc. Hôm nay đọc lại bắt đầu từ số 29 ha. 29 Mút Thác Sách Chanh Chá Asam và chân nhanh chá bất thiện và tình giá. 30 sa tí chá sam và chân nhanh chá niệm và tình giá. 31 và tí sang kha na pa lành chá pa wana pa lành chá giá sắc lực và tu viên lực. 32 samatho chá vipassana chá chỉ tịnh và quang minh. 33 samatha nimittaṃ ca paggaha nimittaṃ ca chỉ tình ấn chứng và chi cố ấn chứng. 34 paggaho ca avikkhepo ca chi cố và bất phóng dật. 35 sila vipatti ca iti vipatti ca giới lụy và kiến lụy. 36 sila sampada cha dipti sampada cha giới mạng túc và kiến mạng túc. Sila visuddhi cha dipti visuddhi cha giới tịnh và kiến tịnh. Dipti visuddhi khopana yatha dipti sak cha patha năng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Rồi giờ ai đọc được mời giơ tay lên để chúng ta tập đọc trước. Mình đọc hai trang mình hả? Cô Phúc Bì Trung mời lớp đọc bài giúp xin. Dạ. Mời chị Kim Cúc ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư, con xin đọc ạ. Dạ, nhờ sư kéo xuống mình con tiếp. Dạ, câu số 29. Mút mút thá sắc chan chá asamba chan nan chá thất nghiệp mất phải chán thất niệm và tỉnh giác. Câu số 30 sa tí chá samba chan nan chá niệm và tỉnh giác. 31 ba tí sang kha na ba lành chá pha qua na ba lành chá giác sắc lực và tu tiến lực. 32 samatho chá vipassana chá chỉ tịnh và quán minh. 33 sama thani mít tèn chá bắt gà hani mít tèn chá chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34 bắt gà hồ chá avikkhepo chá chiếu cố và bất phóng dật. Dạ thưa sư kéo lên con. Ba mươi lăm si lá vi bát tý chá biết thí vi bát tý chá giới lụy và kiến lụy. 36 si lá sampada chá biết thí sampada chá giới mãn túc và kiến mãn túc. 37 si lá vi đúc xuất thí chá biết thí vi đúc biết thí vi xuất thí chá giới tịnh và kiến tịnh. 38 biết thí vi xuất thí khô ba ná gia tha đít thí sát đít thí xá chá ba tha năng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần.
Dạ sư, con đã đọc xong. Xin cảm ơn sư. Xin mời bà Vũ Hồng Mai ạ. Sư, con xin đọc bài ạ. 29. Mút thá sách chanh chá, á xăm bá chanh nhanh chá, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sá tí chá xăm bá chanh nhanh chá, niệm và tỉnh giác. 31. Bá tí xăng kha ná bá lành chá, phà quá nà bá lành chá, giác sát lực và tu tiến lực. 32. Sá mát thô chá, quý bát sá nà chá, chỉ tịnh và quán minh. 33. Samatha mi mít tăng chá, bắt gà hà mi mít tăng chá, chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bắt gà hồ chá, áo mít khê bồ chá, chiếu cố và bất phóng dật. Sư sư ra, ấy lên cho con ạ. À. 35. Sila vi bát tí chá, đi thi vi bát tí chá, giới lụy và kiến lụy. 36. Sila sampada chá, dithi sampada chá, giới mãn túc và kiến mãn túc. 37. Sila visuddhi chá, dithi visuddhi chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Dithi visuddhi kho paná giá thà, dithi xá chá tá thà năng, có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. Đã, xin mời tên mã. Dạ. Kính thưa lễ sư, kính chào cả lớp. Dạ, xin đọc lại. 29. Mút thá sắc chanh chế, ác xâm bá, chanh nhanh chế, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sá tí chế, xâm bá chân nhanh chế, niệm và tỉnh giác. 31. Bá tí sân khà na bá lanh chá, và quanh nà bá lanh chá, giác xét lực và tu tiến lực. 32. Xê mê thô chế quý bách xê nà chế, chỉ tịnh và quán minh. 33. Xê mê thê ní mít tanh chế, bắt gà há ní mít tanh chế, chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bắc kê hồ chế, á quýt khê bồ chế, chiếu cố và bất phóng dật. Dạ, sư đẩy lên dùm con. Bài 15. Sì la quý bát tí chế, đích thí quý bát tí chế, giới lụy và kiến lụy. 36. Sì la xá, sì la xâm bát đa chế, đích thí xâm bát đa chế, giới mạng túc và kiến mạng túc. 37. Sì la quý xuất thí chế, đích thí quý xuất thí chế, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đích thí quý xuất thí khù ba ná, giá thà đích thích xá, chá, bá thanh năng, có bậc kiên tịnh và đối với bậc kiên tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ, thưa sư, con đã đọc xong, con cảm ơn. Dạ, xin mời Ngọc Trân ạ. Dạ, thưa sư, xin đọc bài. Mút thá sát chạy hành chính, mút thá sát chàng chá, á xàm bá chàng nhàn chá, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sát tí chá xàm bá chàng nhàn chá, niệm và tỉnh giác. 31. Bá tí sàng khà ná bá lành chá, phà quá nà bá lành chá, giác sát lực và tu tiến lực. 32. Sá mát thô chá ví bá sá nà chá, chỉ tịnh và quán minh. 33. Sá mát thá ní mi tàn chá, bá kìa há ní mi tàn chá, chỉ tịnh ứng chứng và chiếu cố ứng chứng. 34. Bắt gà hồ chá, áo quý khê bồ chá, chiếu cố và bất phóng dật. 35. Xì lá quý bát tí chá, đi thi quý bát tí chá, giới lụy và kiến lụy. 36. Xì lá xàm bá đà chá, đi thi xàm bá đà chá, giới mãn túc và kiến mãn túc. 37. Xì lá quý xuất thi chá, đi thi quý xuất thi chá,
giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đi thi vi xuất thi khô ba ná giá tha đi thi xá chá ba tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Tô Quốc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bài và con xin đọc một người ạ. 29. Mút thách sách chành chá, át sầm bát chành nành chá, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sát tí chá sầm bát, sát tí chá sầm bát chành nành chá, niệm và tỉnh giác. 31. Bát tí xanh khà, bát tí xanh khà ná, bát lành chá, phà quá nà, bát lành chá, giác sát lực và tu tiến lực. 32. Sa mát thô chá, quý bát sá nà chá, chỉ tịnh và quán minh. 33. Sa mát thá, ni mít tành chá, bắt gà, há ni mít tành chá, chỉ tịnh và ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bắt gà hồ chá, á quý khê bồ chá, chiếu cố và bất phóng vật. Dạ, 35. Xì chá, đít thí vi bát tí chá, giới lụy và kiến lụy. 36. Si lá sầm bá đa chá, đít thí sầm bá đa chá, giới mạng tốt và kiến mạng tốt. 37. Si lá quý thú chí chá, si lá quý xuất thí chá, đít thí quý xuất thí chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đít thí quý xuất thí khô bá đa, giá thà đít thí xá chá, bá tha năng. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu. Dạ thưa sư, con xin đọc. Dạ thưa sư, con xin đọc. 29. Mút thá sách chành chá, á xăm bá chành nành chá, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Xá tí chá xăm bá chành nành chá, niệm và tỉnh giác. 31. Bá tí sanh khà ná, bá lành chá, và quá nà bá lành chá, giác xét lực và tu tiến lực. 32. Sa ma thù chá, quý bát sá nà chá, chỉ tịnh và quán minh. 33. Sa ma thá ní mi tành chá, bắt gà ha ní mít tành chá, chỉ ý tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bách gào hồ chá, á quyết khề bồ chá, chiếu cố và bất phóng vật. Và 15. Xì lá quý bát tí chá, đít thi ý quý bát tí chá, giới lị và quyến lị. 36. Xì lá xăm bá la chá, đít ý sam bá đa chá, giới mạng túc và kiến mạng túc. 37. Si lá quý xuất thí chá, đít thí quý xuất thí chá, giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đít thí quý xuất thí khô bá nà giá thà đít thí xá chá bá thà năng. Nhà đức sư, con xin hết. Nếu có bậc gì đúng rồi. Có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời An Nhiên ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. 29. Hút thá sắp chanh chá, á xăm bá chanh nhanh chá, thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sá tí chá xăm bá chanh nhanh chá,
niệm và tỉnh giác. 31. Bá tí sân kha nắp bá lành chá. Bá quá nà bá lành chá. Giác sát lực và tu tiến lực. 32. Samatho chá quý bát sa na chá chỉ định và ván minh. 33. Samatha ni mít tành chá. Bát gà há ni mít tành chá chỉ tịnh ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bát gà hồ chá á quý khép bồ chá chiếu cố và bất phóng dật. Dạ thưa sư đẩy giùm con. Mất tiếng rồi. 15. Si lá tí á tí thí quý bát tí chá giới lị và kiến lị. 36. Si lá sầm bá đà chá tí thí sầm bá đà chá giới mạng túc và kiến mạng túc. 37. Si lá vi xuất thí chá tí thí quý xuất thí chá giới tịnh và kiến tịnh. 38. Tí thí quý xuất thí khô bá ná giá thà đít thí ít thích xá chá ba thà có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ, thưa sư con đã đọc xong. Xin chào sư. Dạ. Xin mời quý vị tiếp ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. 29. Mút tha sách chành chá a sàm ba chành nhành chá thất niệm và không tỉnh giác. 30. Sati cha sầm ba chành nhành cha niệm và tỉnh giác. 31. Pati sằng khà na ba lành cha phà qua nà ba lành cha đắc sắc lực và tu tiến lực. 32. Samatho cha quý ba sa nà cha chỉ tịnh và quán minh. 33. Samatha ni mít tành cha bác gà ha ni mít tành cha chỉ định ấn chứng và chiếu cố ấn chứng. 34. Bác gà hồ cha a quy khề bồ cha chiếu cố và bất phóng dật. Dạ. Cho con xin sang tiếp theo thưa sư. Cho con trang tiếp theo ạ. Dạ thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ con kính tri ân sư, dạ con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ thưa sư, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ con xin đọc tiếp ạ. 35. Tì la vi ba ti cha đi ti vi ba ti cha giới lụy và kiến lụy. 36. Tì la sầm ba đà cha đi ti sầm ba đà cha giới mãn túc và kiến mãn túc. 37. Tì la vi su ti cha đi ti vi su ti cha giới tịnh và kiến tịnh. 38. Đi thi quy su thi khổ ba na gia thà đi thi sa cha pa thà năng có bậc kiến tịnh và đối với bậc kiến tịnh như thế có sự tinh cần. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân sư. Dạ con kính dâng mic đến sư. Rồi bây giờ ta xem bài phần bài giảng ha.
Rồi giờ phần bài hôm nay đó là mình bắt đầu từ nhị đề số 33. Ở nhị đề số 33 thì mình có hai câu pháp, đó là số 65, 66 mình có là samatha nimittan cha pagaha nimittan cha, chỉ tình ăn chính và ký chỗ chiếu cố ăn chính. Rồi nhị đề số 34 mình có hai câu pháp, đó là 67 và 68 bắt gà hồ chát áo khê bồ chát chiếu cố và bất phóng dật. Vì chúng ta đọc ai có sạch sách sẵn là cái mục giải thích về chỉ tình ăn chứng và chiếu cố ăn chứng, rồi chiếu cố và bất phóng dật kiềm sư đi. Hôm nay sư ấy về sư không có sách cho nên coi mình lật ra đọc kiếp sư coi. Ai có sách sẵn? Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Dạ. Dạ, đoạn 868. Ở đây thế nào là chỉ tịnh ấn chứng? Đối với tâm có pháp là sự duy trì ... chánh định, đây được gọi là chỉ tịnh ấn chứng. Ở đây thế nào là chiếu cố ấn chứng? Pháp mà thuộc về tâm có sự cố gắng ... chánh tinh tấn, đây được gọi là chiếu cố ấn chứng. Dạ thưa sư, xong hết ạ. Đọc luôn phần dưới đi. Chiếu cố và bất phóng dật. Dạ. Đoạn 869. Ở đây thế nào là chiếu cố? Pháp thuộc về tâm có sự cố gắng ... chánh tinh tấn, đây được gọi là chiếu cố. Ở đây thế nào là bất phóng dật? Đối với tâm có pháp là sự duy trì ... chánh định, đây được gọi là bất phóng dật. Dạ thưa sư, hết ạ. Dạ. Dạ nhị đề số 65, 66. Nhị đề số 33 câu pháp 65, 66. Thì mình có là chỉ tình ăn chứng và chiếu cố ăn chứng. Thì cái này nó liên quan đến thiền định. Thiền định thì ấn chứng hay là ấn tứ, cái chữ ra này trong cái chữ Pali đó là cái chữ nimitta, thì nó có ba loại, có ba loại nimitta. Thứ nhất nó là sơ tướng, gọi là parikamma nimitta, là cái giai đoạn chuẩn bị để hành giả tu tập thiền định bằng các đề mục, ví dụ như là đề mục xanh vàng đỏ trắng gì đó để mình chuẩn bị, thì cái giai đoạn đó người ta gọi là parikamma nimitta. Thứ hai đó là trì tướng ukkha nimitta, tức là đây mà giai đoạn mà hành giả tập và có tâm định, nhắm mắt lại cũng có thể thấy được cái ấn tượng đó, thấy nimitta đó. Thứ ba đó là tự tướng patipaga nimitta, ở đây đó là giai đoạn mà phát triển mạnh tâm định, mà phát triển mạnh là chỉ cần nhắm mắt lại là hành giả thấy liền các đề mục và thấy rõ ràng đề mục của mình đang tu tập. Đó là ba loại nimitta. Ba loại nimitta. Thì nếu mà hành giả có được đầy đủ ba loại cái ấn tướng này và phát triển thì sẽ chứng đắc được thiền định. Và vì phần chi pháp vì thiền định nó quan trọng, đó là phần định tâm, trú tâm vào một đề mục. Nó khác với thiền quán, đó là chỉ cần có cảnh nào làm trướng
thì tâm sẽ theo dõi quan sát cảnh đó. Nhưng mà ở thiền định thì bắt buộc đó là ép tâm đó là phải an trú vào một đề mục. Nếu mình không an trú được ở trong đề mục thì được xem là phóng dật. Cho nên tâm sở của nó đó là phải là tâm sở nhất hành. Tâm sở nhất hành. Thứ hai đó là gọi là chiếu cố ăn chứng. Cái phần này chiếu cố ăn chứng là cái tại cái chữ bắt ra ha, dịch là chiếu cố. Nhưng khi mình không hiểu cái chiếu cố nó là sao, nhưng mà tại với lại một phần là trong tại hôm nay không có sách, cho đúng là có sách cho các Phật tử mình đọc chi tiết cái cách giải thích của cái chiếu cố đó là gì. Thật ra chữ bát ca ha trong trường hợp đó là sự tinh tấn để có được cái ấn chứng. Thì trong bản chánh tạng giải thích cho mình đó là cái chiếu cố ấn chứng ở đây là chỉ cho bốn loại chánh cần, bốn chi pháp thuộc về chánh cần, tức là tứ chánh cần, đó là thần cần, trời cần, tu cần và bảo cần. Và ở đây thì cái tứ chánh cần ở đây á, nếu mình hiểu ở trong cái nghĩa thông thường á, ví dụ như là nó chỉ là sự thận trọng để cái tâm bất thiện đừng có sanh khởi, hoặc là trừ cần thì đoạn trừ tâm bất thiện khi mà nó sanh khởi, tu cần thì tu tập các thiện pháp chưa có để mà có, còn bảo cần thì giữ gìn các thiện pháp đã có rồi. Nhưng mà nó, nếu mà nó là chiếu cố ấn chứng trong trường hợp này á, nó chỉ cho nó cũng thiên về cái tứ chánh cần mà nó nằm ở trong thiền định. Thiền định tức là thận cần ở trong trường hợp này đó là thận trọng đừng để cho cái tâm bất thiện, vừa đừng để cho tâm bất thiện chi phối mà cũng vừa đừng để cho tâm nó bị phóng dật chi phối. Rồi từ cần thì nếu mà có tâm bất thiện hoặc là cái tâm phóng dật mà nó sanh khởi làm cho mình bỏ rơi đề mục thì lập tức là trả nỗ lực để dẹp bỏ cái đó, thì đó là tự cần. Tu cần ở đây đó là nỗ lực để phát triển thêm các tâm định mà nó chưa đủ để mình có thể chứng đạt được thiền định. Rồi bảo cần đó là cố gắng, đó là gìn giữ tâm, đó là bám sát ở trong cái đề mục mà mình đang tu tập, không có để cho mất đi. Thì cách cố gắng nỗ lực bằng cách tu tập bốn chánh cần như vậy thì được xem đó là cái gọi là chiếu cố ấn chứng, gọi là chiếu cố ấn chứng. Về chi pháp, vì cái cách giải thích của chiếu cố ấn chứng và Pagga Nimitta là vì chúng ta giờ thấy là giải thích theo bốn chánh cần, cho nên chi pháp ở đây đó là tâm sở cần. Tâm sở cần nó chia ra ở từng trường hợp nó làm việc. Và chúng ta để ý đó là cái cần á, cần tâm sở nó cũng là dạng tâm sở tờ tha, mặc dù nó là tờ xa biệt cảnh, biệt cảnh tờ tha, nhưng mà nó vẫn có mặt trong cả tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Tức là trong có những trường hợp đó mình cố gắng, nhưng mà cố gắng làm điều ác, cố gắng thực hiện cái hành động đó bằng tâm thanh, tâm sân hoặc là tâm tham. Nhưng mà chỉ cần ở trong trường hợp này á, nó chỉ là cần có mặt trong tâm thiện, và đặc biệt đó là nỗ lực tu tập để chứng đắc được thiền định. Thì đó là câu pháp số
33, câu pháp số 66, 65, 66. Bây giờ nhị đề số 34, đó là chiếu cố và bất phân dật. Chiếu cố và bất phân dật. Thì cái chữ chiếu cố này nó cũng được nếu mà chúng ta xem lại ở trong bản giải thích của chánh tạng ở trong phần tâm sở cần mà nó liên quan đến chánh tinh tấn, nó sẽ có cái đoạn đó là chánh tinh tấn, sẽ có cái phần giải thích. Thay vì đọc 33 chấm mình tìm lại cái đoạn đó thì sẽ có. Thì chiếu cố ở đây nó cũng để chỉ cho nó là bốn loại, tức là tứ chánh cần, vẫn là cách tu tập là tứ chánh cần. Chỉ có điều ở trong trường hợp này đó, nó không đề cập đến là ấn chứng, nhưng mà nó vẫn đó là sự nỗ lực tu tập theo bốn chánh cần, thì người ta gọi là chiếu cố phát ra ra hát. Thì vì cái nỗ lực tu tập theo để phát triển tứ chánh cần ấy, cho nên chi pháp của nó vẫn là cần tâm xả. Cần tâm xả. Thứ hai đó là áo kepo, là bất phân dật. Thì ở đây chúng ta thấy là khi mình tâm mà không định tĩnh thì mình bị tâm sở phân dật nó chi phối. Thì ngược lại, khi mà tâm định tĩnh và được phát triển thì lúc bây giờ tâm sở phân dật, tâm phân dật nó bị dẹp bỏ đi. Thì khi mà tâm được phát triển, bất phân dật ở đây tức là không phân dật, thì không phân dật đồng nghĩa với là có tâm định. Mà hễ liên quan đến tâm định á, thì chi pháp của nó đó là tâm sở nhất hạnh. Vì tâm sở nhất hạnh nó được phát triển theo cái khuynh hướng tu tập về thiện pháp, nhất là tu tập thiền định, thì tâm sở nhất hạnh nó đóng cái vai trò đó. Thì đó là phần ngày nhị đề số 33, 34. 33, 34 nó chỉ ngắn gọn vậy. Bây giờ chúng ta học thêm một phần nữa ha, phần nữa thì nhị đề số 35 và 36. Nhị đề số 35 có câu pháp đó là 69-70. Si lã vi bát ti chát, đi thi vi bát ti chát, giới lụy và kiến lụy. Rồi nhị đề số 36 có câu pháp số 71-72. Chú thấy màn hình. Rồi. Yeah. 35 thì em có câu pháp số 69-70, si lã vi bát ti chát, đi thi vi bát ti chát, giới lụy và kiến lụy. Thì đề số 36 có câu pháp số 71-72, đó là si lã sambara chát, đi thi sambara chát, giới mạng túc và kiến mạng túc. Giờ ai có sách đó mình đặt, ai đọc được mình đọc lại cái mục này xem cách giải thích ở trong trong chánh tạng nghiêm sư, tức là cái nhị đề số 35. Mình xem coi cái mục tiếp lúc nãy á, đọc tiếp mục đó. Dạ, con xin đọc. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Ở đây thế nào là giới lụy? Pháp là sự
vi phạm thuộc về thân, sự vi phạm thuộc về khẩu, sự vi phạm thuộc về thân khẩu. Đây được gọi là giới lụy. Tất cả ác đều là giới lụy. Ở đây thế nào là kiến lụy? Cho là không có sự bố thí, không có sự cúng dường, không có sự tế lễ, không có quả vị thục của các nghiệp tốt xấu, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có các loài hữu tình hóa sanh. Trong đời không có các vị sa môn, bà la môn, chánh hướng, chánh hạnh là những vị đã tự mình với thắng trí chứng đạt rồi tuyên bố đời này và đời sau. Kiến nào như vậy là thiên kiến, trùng, nghịch chấp. Đây được gọi là kiến lụy. Tất cả tà kiến đều là kiến lụy. Đề là 8871. Ở đây thế nào là giới mãn túc? Sự không vi phạm thuộc về thân, sự không vi phạm thuộc về khẩu, sự không vi phạm thuộc về thân khẩu. Đây được gọi là giới mãn túc. Ở đây thế nào là kiến mãn túc? Cho là có sự bố thí, có sự cúng dường, có tế lễ, có quả vị thục của các nghiệp tốt xấu, có đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loài hữu tình hóa sanh. Trong đời có các vị sa môn, bà la môn tự mình với thắng trí, chứng đạt rồi tuyên bố đời này và đời sau. Pháp là trí hiểu như vậy. Hiểu rõ, trùng, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây được gọi là kiến mãn túc. Tất cả chánh kiến đều là kiến mãn túc. Dạ, thưa sư, con đọc xong rồi ạ. À, con cảm ơn sư ạ. Rồi, cảm ơn. Ở đây mình có chữ Pali mà các tử cần để ý đó là mình có chữ Vipatti với chữ Samadha. À, Samadha. Chữ Vipatti á, là nó xài trong cái nghĩa xấu. À, xong rồi, trong nghĩa xấu. Cho nên ở đây nó là kiến lụy và giới lụy và kiến lụy. Cái chữ giới lụy và kiến lụy, giới lụy và kiến lụy đang trong trường hợp này đó chỉ cho trường hợp vi phạm về giới. Thứ hai đó là chỉ cho trường hợp đó là có tà kiến. À, tà kiến. Còn chữ Sampada ở đây là nó chỉ cho thành tựu, nó từ động từ Sampajjati, nó thành tựu hay là viên mãn. Ở đây nó chỉ cho thành tựu về giới, rồi thành tựu về mặt chánh kiến. À, chỉ chánh kiến. Thì ở đây mình thấy là nó thật ra ở trong trường hợp tốt hoặc là xấu nó đều xài chữ đi thí. Dạ. Nhưng mà ở đây mình hiểu đó là đi thí vipatti tức là tà kiến, tức là cái chánh kiến mà nó sai lệch, nó có khuyết điểm. Rồi đi thí sampada nó thành tựu về kiến, tức là thành tựu về chánh tri kiến, nó liên quan đến chánh tri kiến. Đây, cái đó là một mặt từ ngữ. Bây giờ cái phần câu pháp đầu tiên nãy đó là cái nhị đề số 35, câu pháp số 69, 70 đó, giới lụy và kiến lụy đó. Thì giới lụy như mình nghe ở trong chánh tạng giải thích lúc nãy, tức là giới lụy là gì? Tức là liên quan đến những hành động ác bằng thân hoặc là hành động ác bằng lời nói. Thì khi mà có khuyết điểm những hành động được làm bằng thân hoặc bằng lời nói thì được xem là giới lụy. Thì khi nói đến hành động bằng thân á, thì mình có cái phần liệt kê đó là đi biểu là những hành động được làm bằng thân như là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Yeah. Rồi tất cả những hành động khác nếu mà làm bằng thân thì nếu mà làm bằng thân nhưng mà nó thuộc về ác xấu thì nó cũng được xem đó là thân ác hành. Thì khi mà hành động bằng thân này thuộc về thân ác hạnh như vậy thì nó sẽ làm cho giới không có được thanh tịnh, hư hoại bị giới. À, hư hoại bị giới. Rồi đó là thân.
Rồi thứ hai đó là lại nói. Và chúng ta nhớ đó là khi mà nói đến giới á, là thường là trong kinh tạng, ngay cả trong không phải trong quy diệu pháp không, mà trong kinh tạng cũng vậy thôi. Tức là khi mà nói đến giới á, thì chỉ đề cập đến là thân và khẩu. Tại những hành động bằng giới á, nếu mà không có vi phạm bằng thân khẩu thì nó rất khó. Nó phải là thực hiện, được thực hiện bằng thân hoặc bằng khẩu thì nó mới vi phạm các điều học. Thì ở đây nếu mà vi phạm giới bằng khẩu á, thì chúng ta có là nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói chuyện phím. Thì thường mình nói giới đó là nó chỉ là nói dối. Nói dối. Nhưng mà thật chất đó là những hành động được làm bằng lời nói, bộc lộ qua lời nói. Ngoài cái nói dối mình theo cái điều học mình đề cập, thì những hành động mà bằng lời nói mà thuộc về bất thiện, thuộc về bất thiện, thì nó đều được xếp vào trong trường hợp đó là giới luật, tức là nó ảnh hưởng đến các điều giới, vi phạm các điều giới, vi phạm các điều giới. Khi mà có vi phạm hai trường hợp này bằng thân hoặc là bằng khẩu thì nó được xem đó là phần giới luật. Giới luật. Bởi vì giới luật đó là những hành động được ác, được làm bằng tâm bất thiện. Mặc dù làm bằng thân ác hạnh hay là khẩu ác hạnh, nhưng mà thân ác hạnh hay khẩu ác hạnh đó nó được làm, nó được điều khiển bởi 12 tâm bất thiện và các tâm sở phối hợp. Nhưng mà theo tại lời nói hoặc là hành động bằng thân, bên ngoài tìm định như vậy, nhưng mà vì sâu xa đó là nó được điều khiển bởi 12 tâm bất thiện. Cho nên cái giới lụy ở đây đó là cái chi pháp của nó là 12 tâm bất thiện với lại các tâm sở phối hợp với nó. Rồi liên quan đến kiến lụy, kiến lụy thì hồi nãy chúng ta đọc ở trong phần giải thích đó, cái kiến lụy ở đây nó liên quan đến đó là các loại tà kiến, trong đó thí dụ không có bố thí, không có quả của các nghiệp thiện ác, không có mẹ, không có cha, không có các hàng sa môn tu tập chứng được thanh quả chẳng hạn. Đó là cách giải thích ở trong quy diệu pháp, và chúng ta xem lại ở trong bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, bài kinh số 136 cũng có giải thích liên quan đến các loại tà kiến này. Thì kiến lụy ở đây đó, nếu mà chi tiết đó làm chỉ cho 62 loại tà kiến, 62 loại tà kiến được đề cập ở trong kinh Phạm Vọng. Muốn còn chi tiết chúng ta có thể xem lại trong đó. Còn các trường hợp còn lại thường đề cập đến 3 loại tà kiến hoặc là 2 loại tà kiến. Nếu mà 3 loại tà kiến đó là vô hành kiến, Akiriya Ditthi, vô nhân kiến, Ahetuka Ditthi, và vô hữu kiến đó là Natika Ditthi. Vô hành kiến ở đây đó là cho rằng đó là những hành động thiện ác này nó không cho quả báo, nó không có hành động thiện ác. Rồi vô nhân kiến đó là tức là cho rằng đó là mọi thứ nó không có nhân duyên mà nó đến là một cách ngẫu nhiên. Ví dụ như là chúng ta có cơ hội gặp được chư tăng, được nghe học hỏi Phật pháp, thì vô nhân kiến người ta nói đó là cái đó một cái sự ngẫu nhiên, một sự tình cờ mà mình được gặp thôi, chứ nó không phải là nhân duyên mà mình đã tạo trước đây với nhau để mình gặp nhau. Đức Phật thì ngài không nói như vậy, tức là mọi thứ mà mình gặp nhau đó, nó đều có cái nhân duyên của nó, nhân duyên của nó. Ví dụ như là bây giờ trên thế giới nó có bao nhiêu đạo,
mình lại có duyên với đạo Phật để đến nương nhờ với Đức Phật giáo pháp bài chư tăng, thì rõ ràng đó nó không phải là ngẫu nhiên, mà nó phải là có cái phước mà mình đã tạo trước đây để mình có cơ hội mình gặp được như vậy. Quả trong tương ưng bộ kinh Đức Phật này cũng có nói đó là cái nguyên nhân mà mình gặp nhau á là do mình trước đây mình có tạo bốn cái loại phước, cùng nhau tạo bốn loại phước, đó là có trì giới, gọi là đồng đẳng về giới, rồi trì giới, có trì giới, rồi cái gì đó, giới samasila, rồi đồng đẳng về niềm tin, đồng đẳng về niềm tin samasatha, rồi đẳng về giới, đẳng về niềm tin, đẳng về xả thí, tức là samachaya. Rồi thứ tư đó là đồng đẳng về trí tuệ, tức là mình có cùng nhau tạo các loại phước đó trong đời sống luân hồi, cho nên mình mới gặp nhau. Mặc dù ở trong hiện tại á, thì chúng ta một người sống chỗ này, một người sống chỗ kia, nhưng mà thậm chí là mình sống, ví dụ là bây giờ mình mỗi người sống ở một cái quốc gia khác nhau, nhưng mà vẫn gặp nhau được, thì cái đó nó có nhân duyên của nó. Nó có nhân duyên của nó, chứ nó không phải là một sự ngẫu nhiên và một sự tình cờ. Thì vô nhân kiến họ không chấp nhận cái học thuyết nhân duyên, nhân duyên, mà họ cho rằng đó là cái là một sự ngẫu nhiên, ngẫu nhiên. Rồi thứ ba đó là vô hữu kiến, vô hữu kiến. Thì cái vô hữu kiến ở đây đó là tức là nó liên quan đến đoạn kiến, là cho rằng đó là sau khi mình chết là nó hết liền, nó không còn gì nữa. Nhưng mà cái vô hữu kiến ở đây nó khác với cái cách mà bậc thánh A La Hán mà tu tập, khi mà đoạn trừ được phiền não thì sau kiếp sống này á, vì nó không còn cái giống như là cái đèn mà nó cháy, là nó nhờ còn nữa mà nó cháy được, nó phải nhờ có nhiên liệu. Và bây giờ khi mình cháy hết nhiên liệu rồi, nó không có gì để cháy nữa thì nó tự tắt đi. Thì cái đời sống của Đức Thánh A La Hán sau kiếp sống đó không còn tái sanh nữa. Còn vô hữu kiến ở đây á, người ta hiểu không có gì mà trong lúc sao mình đang còn phiền não tham sân si đầy, thì nó không thể là sau khi chết rồi mình không còn tái sanh nữa, nó không có. Tức là sau khi chết vẫn còn có sự tái sanh. Mặc dù cái tái sanh đó không phải là người A người B đi tái sanh, không phải là năm uẩn hiện tại nó đi tái sanh, mà là do cái nhân mà mình đã tạo, nhân thiện hay nhân ác này mình đã tạo, nó tạo ra cái tâm quả đưa đến tái sanh. Cái trường hợp này ngày Na Tiên này, ví dụ sư đọc cái ví dụ đó mà sư nhớ hoài. Tại nó rất là hay và nó rất là thực tế. Nó giống như là ví dụ, giống như là mình có một trái dừa và mình ương nó để lên mầm, rồi mình đem đi trồng. Thì sau khi trồng xong cái vài ba năm gì đó, cái dừa nó lớn lên và nó có trái, thì người ta mới đặt cái câu hỏi đó là bây giờ cái trái dừa mà ở trên cây đó, đang ở trên cây đó, nó là cái trái dừa đó mình đem trồng hay như thế nào? Thì thật ra nó không phải, cái đó là nó hoàn toàn là cái trái mới. Nhưng mà hỏi lại đó là nó có liên quan với cái trái dừa mình đang trồng hay không? Thì nó sao? Nó có. Tức là nhà có cái trái dừa mình đang trồng đó, đem trồng đó, mà bây giờ nó có cây rồi, nó ra trái. Nhưng mà nó cái trái ở trên cây đó nó không phải là trái mà mình đem trồng. Đó, cái cách để mình hiểu đó là xong khi mình chết á, cái thân năm uẩn này nó không có đi tái sanh, mà nó tạo ra một cái quả thức, và cái quả thức đó nó đưa đến tái sanh nếu mình còn phiền não. Cho nên nó không phải là vô hữu kiến, tức là không phải sau khi chết là nó hết, không phải vậy.
Thì đó là nếu mà tà kiến mình nói theo hai loại, theo ba loại. Còn một trường hợp nữa đó, tà kiến mình chia ra thành hai. Thường cái dạng mà gặp phổ thông á, ở trong kinh tạng á, là thường là chỉ trình bày hai loại tà kiến, đó là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. Cái thường kiến á, hiểu đó là mọi thứ nó luôn thường còn vĩnh viễn. Giống mình nghĩ đó là nếu mình còn phiền não thì mình cứ còn đi tái sanh. Tức là cái thân này nó cứ tiếp nối từ kiếp này sang kiếp khác. Và cách hiểu như vậy thì là nó là thường kiến. Mà mình đi tái sanh ở đây đó là sao? Nó không phải năm uẩn đó đi tái sanh, mà năm uẩn này tạo ra cái nhân để tạo ra cái quả thức nó đi tái sanh. Đó là cái khác với cái cách hiểu mà nhân duyên và thường kiến. Cái thường kiến ở trong triết học Ấn Độ, triết học của Bà La Môn á, người ta nói là thường kiến, tức là sao? Thí dụ như là người sinh ra ở giai cấp Bà La Môn, Sắc Đế Lị, giai cấp thương gia hoặc là giai cấp nô lệ, thì sau khi chết ở kiếp này, họ tái sanh ở kiếp mới thì họ cũng tái sanh ở trong cái dòng dõi đó nữa, cho nên họ không thể thay đổi. Thì cái đó là cái cấp áp đặt về mặt thường kiến. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy. Còn đoạn kiến thì nó cũng giống như nói lúc nãy, tức là nghĩ là chết là hết, ngay cả trong khi mình còn phiền não. Thì khi mình bị ba loại hoặc là hai loại tà kiến này chi phối thì được xem đó là kiến lụy, tức là có khuyết điểm về mặt tà kiến. Thì ra thì tà kiến nếu mình giảng theo tâm tham học tà thì chúng ta thấy dễ bị tà kiến lắm. Nhiều khi mình nghe nói tà kiến nó nghe nó nặng, nhưng thật chứ không có. Tà kiến tức là gì? Cái gì mà mình hiểu sai cái sự thật của nó thì cái đó là tà kiến. Thí dụ như là mình nghĩ đó là nói dối mà không có lường, nói dối mà không có làm hại ai, cũng không có ảnh hưởng gì đến ai, chỉ nói để vui chơi thôi, cho nên mình nói được, thì cái cách suy nghĩ đó nó là tà kiến. Cái đó nó là tà kiến. Tại sao? Nghĩ cái nguy hiểm, cái có lỗi mà cho rằng là không có lỗi. Thì liên quan đến cái đó, thí dụ như là trong bài kinh Giáo Giới Ra Học La tại trường Amalakika, kinh số 61 ở trong kinh Trung Bộ, thì chúng ta thấy là Đức Phật ngày dạy cho Sơ Di Ra Học La đó là cái việc nói dối đó, cho dù là chỉ nói để vui chơi thôi thì cũng không nên nói. Hoặc là thí dụ như là mình ăn cắp, ví dụ như là bây giờ mình đi ngang cái vườn cây của người ta, mình không xin, và mình nghĩ là thôi lấy một hai trái, hái một vài trái để ăn. Thì nếu mà mình chưa được phép cái người chủ người ta cho mình hái như vậy là rõ ràng có sự trộm cắp, và mình nghĩ là sao, cái đó không có tội, nó không có tạo ra cái nghiệp xấu, cái nhân xấu để đưa đến quả báo đau khổ. Nhưng mà thực sự là sao, cái đó nó có. Thì cái cách hiểu sai đó người ta gọi nó là tà kiến, chứ không có gì cả. Hiểu sai với cái sự thật thì nó là tà kiến. Thật ra là trong đời sống của mình, để cứu người phàm phu mình là tà kiến đầy hết. Một cái thí dụ sư thường hay nói với các thí dụ trong lúc mình tạo phước, tạo phước thí dụ như là cúng dường bó vong và cúng dường một cái vật dụng nào đó, thì sau khi cúng dường xong cái là tâm này trời, bữa nay mình được làm cái này vui quá, chỉ cần cái khởi lên tâm đó là mất cái tà kiến mất. Vì nghĩ là sao, ta được làm, có ta ở trong đó,
có ta trong năm uẩn, trong uẩn có ta là ta kiến mất rồi. Ngay cả trong lúc mình làm phước đó, sau cái tâm thiền đó lập tức mình để tâm tham tà kiến chi phối mất. Thật ra cái đó nó là tà kiến mà, tại nhiều khi mình nghe ai nói nên mình cái cô này tà kiến quá, cái anh này tà kiến quá, mình nghe mình giận mình buồn, nhưng thật sự không có cái tà kiến, nó không có gì cả. Tà kiến là cái gì đó mà mình hiểu sai với cái thật mà đang diễn ra, thì nó là tà kiến thôi. Và cái tà kiến này á, chỉ khi nào mình chứng đến bậc thánh Tu Đà Hoàn thì mình mới loại trừ được. Còn với người phàm phu thì khó lắm. Khó. Chỉ có điều là có những tà kiến đó là nó không có khiến mình đến nỗi đó là mình làm các việc ác thô thiển. Thí dụ như là cái tà kiến nó liên quan đến đoạn kiến, cho rằng là hành động thiện ác này thì nó không có quả báo đau khổ, cho nên mình cứ làm, mình thích gì mình làm cái đó, thì cái tà kiến đó nó nguy hiểm. Hoặc là nghĩ là vô hữu kiến, tức là sau cái đời sống này là hết rồi, mình không còn gì nữa, cho nên bây giờ còn sống được ngày nào đó là tranh thủ hưởng thụ ngày đó, thì cái đó là cái nguy hiểm, cái tà kiến đó nó nguy hiểm. Còn cái tà kiến ở trong trường hợp ví dụ như là sư, ví dụ giống như các Phật tử lúc nãy, ví dụ mình làm phước cái bữa nay mình quá vui quá, suy nghĩ thôi bữa nay được làm phước cái này vui quá, thật ra cái đó cũng tà kiến. Nhưng mà nó cũng không có đến nỗi gì, chỉ cái điều là sao khi mình có tà kiến như vậy thì nó sẽ làm cho cái quả thiện của mình nó bị yếu đi. Tại mới tâm thiện mới sanh lên được tí thì tâm bất thiện nó xen vô mắt. Thì cái phước nếu mà cho quả thì nó cho cũng rất là yếu. Nó cho rất là yếu, là vì cái tâm bị tâm thiện nó chi phối, cái đó làm thiện mà nó bị chi phối bởi tâm tham tác gì. Thì mấy cái này thật ra mình tập nhiều lắm, hầu như là cái đó một cách tự nhiên theo cái thường cận ưu duyên của mình đã tạo. Hãy làm gì mình cứ nghĩ là ta làm, ít khi nào mình nghĩ đây là đồng thiện và nó được thực hiện bằng tâm thiện. Hiếm khi mình nghĩ được như vậy. Cái đó là nhưng mà nói nguy hiểm là nó không nguy hiểm, nhưng mà đó cũng là cái lý do nếu mà nói theo đời sống luân hồi thì nó là nguy hiểm. Tại nếu mình cứ suy nghĩ như vậy là mình cứ bị luân hồi mãi, mình có kết thúc. Tại cứ ta làm thì ta tiếp tục đi tái sanh, mặc dù suy nghĩ đó rồi làm việc thiện, thì vì mình làm việc thiện nên nó vẫn cho cái nhân, nó vẫn là cái nhân thiện. Chỉ có điều là do bị tà kiến chi phối như thế, như vậy hoài, cho nên nó cứ bị đầy sống luân hồi, mình không có kết thúc. Chỉ khi nào mình may mắn do cái cố gắng làm thiện đó, mình gặp được Đức Phật hay